mẹ ơi, cùng làm cất tất chuối và chúc mừng kênh TikTok Ăn Dặm Mẹ Sắn đạt 10k follow đầu tiên nha. Con số này không phải quá lớn với nhiều người nổi tiếng ngoài kia, nhưng nó rất là lớn đối với mình. Vì những người theo dõi mình toàn là những bà mẹ bỉm sữa và mình thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Mình thực lòng rất cảm ơn mọi người đã yêu thích và theo dõi mình. Mới làm kênh được hơn 2 tháng thôi mà hàng ngày có rất là nhiều mẹ nhắn tin hỏi mình về ăn dặm. Rồi cảm ơn mình vì đã chỉ cho các bạn ấy bắt đầu cho con ăn dặm như thế nào. Ôi mình hạnh phúc cực luôn ý. Mình không nghĩ là một đứa nhỏ bé như mình lại có thể truyền đạt được bao nhiêu điều tích cực trong phương pháp nuôi dạy con cái đến các bà mẹ lần đầu nuôi con. Mình cũng là lần đầu, mình cũng không biết gì hết. Mình càng không phải là chuyên gia gì cả. Mình chỉ là mẹ của bạn Sắn thôi. Mình luôn muốn học tập và tìm hiểu nhiều phương pháp hay cách nuôi dạy con tích cực để có thể cho bạn Sắn một tương lai tốt, bao gồm cả những bữa ăn chất lượng. Và sứ mệnh là như thế, nên mình đặt hết tâm huyết vào các bữa ăn mình làm cho con. Mình muốn bạn ấy yêu thích ăn uống và không biến ăn sau này. Thế là kênh TikTok này ra đời. Cảm ơn các mẹ đã dành tình cảm cho mình. Cảm ơn các mẹ đã follow mình để mình càng có động lực học tập và tìm hiểu các công thức nấu ăn ngon chia sẻ với tất cả mọi người. Mình thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người muốn biết gì thì hãy đừng ngần ngại hỏi mình nhé. Mình sẽ trả lời tất cả. Cảm ơn các mẹ đã xem video này nhé.